Kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Tiếp tục các thông tin liên quan đến dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, 36 trên tổng số 56 xã phường của thành phố Đà Nẵng đã có dịch, diễn biến lây lan phức tạp. Trước tình hình đó, tại cuộc họp chiều ngày 21 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã quyết định thực hiện dừng nhiều hoạt động trên địa bàn toàn thành phố kể từ trưa ngày mai. Trong hôm nay, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 28 ca mắc mới, trong đó có đến 9 ca cộng đồng và dịch đã lây lan ở 36 xã phường của thành phố. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cảnh báo các ca cộng đồng đều chưa xác định được nguồn lây nên nguy cơ rất lớn. Có nhiều khả năng đây là chủng Delta, thì cái nguy cơ của chủng Delta này thì là lây lan rất nhanh và dễ lây. Do đó thì việc truy vết của chúng ta thì có thể là mặc dù rất nhanh nhưng có thể là không theo kịp được với cái tốc độ lây lan của cái chủng này. Chính vì vậy thì chúng ta cần phải áp dụng mạnh hơn các cái biện pháp giãn cách nhằm mục đích để giãn cách, hạn chế tiếp xúc gần để có thể cắt đứt được cái nguồn lây. Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố quyết định thực hiện một loạt các biện pháp mạnh trên toàn thành phố từ 12 giờ trưa ngày mai 22 tháng 7. Thành phố yêu cầu toàn bộ người dân ở nhà hạn chế ra đường và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, dừng tất cả hoạt động kinh doanh không thiết yếu, không tụ tập quá hai người nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, tất cả các cơ quan, công sở, công ty chỉ được hoạt động với 50% nhân lực, dừng hoạt động taxi, xe chở người dưới 9 chỗ. Riêng đối với hoạt động kinh doanh ăn uống, Ban chỉ đạo thống nhất tiếp tục cho hoạt động không cho bán hàng tại chỗ. Tuy nhiên, tất cả hoạt động của xe công nghệ phải tạm dừng hoạt động. Thành phố Đà Nẵng cam kết đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm cho người dân. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, trong 2 ngày đầu tiên áp dụng chỉ thị 16 đối với 19 tỉnh, thành phố, công suất đỉnh của toàn hệ thống điện miền Nam đã giảm tới gần 3.000 MW so với trước khi thực hiện giãn cách xã hội. Đánh giá chung, mức độ tiêu thụ điện ở khu vực miền Nam đã giảm khoảng 17% về công suất đỉnh và giảm 15% về sản lượng điện ngày so với mức trung bình ngày thường của tuần trước đó. Mức độ tiêu thụ điện của khu vực miền Nam được dự báo sẽ tiếp tục duy trì giảm trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại 19 tỉnh, thành phố. Đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc cung ứng điện vẫn được đảm bảo an toàn, thông suốt tại các tỉnh miền Nam cũng như trên cả nước. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, trong ngày 21 tháng 7, tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã công bố quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn Sơn La và đưa lô nhãn đầu tiên xuất khẩu sang thị trường EU và Vương quốc Anh. Theo thống kê, toàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 19.200 hecta nhãn, tập trung tại các huyện như Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu, Mường La, sản lượng đạt 98.500 tấn, trong đó có 2.200 hecta nhãn đủ điều kiện xuất khẩu với sản lượng gần 22.000 tấn, chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường như là Trung Quốc, Úc, Mỹ, châu Âu. Riêng huyện Sông Mã là vựa nhãn lớn nhất của tỉnh Sơn La với trên 7.200 hecta, cho sản lượng gần 56.000 tấn, chiếm hơn 55% tổng sản lượng nhãn toàn tỉnh. Thời điểm này đang là mùa thu hoạch nhãn, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc xuất khẩu tiêu thụ nhãn. Trước thực trạng đó, tỉnh Sơn La đã kết nối với các doanh nghiệp xuất khẩu lớn để tuyển chọn các sản phẩm có chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu, giúp nâng cao giá trị sản phẩm nhãn Sơn La. Chuyển sang phần thông tin quốc tế, trong bối cảnh chỉ còn 2 ngày nữa, Nhật Bản sẽ khai mạc Olympic Tokyo 2020. Ngày hôm nay, chính quyền thủ đô Tokyo đã khai trương trung tâm truyền thông phục vụ cho Olympic và Paralympic Tokyo 2020. Tin do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn thực hiện. Nằm ở quận Chiyoda, trung tâm thủ đô Tokyo, trung tâm là nơi cung cấp các thông tin hữu ích về thành phố đăng cai cho các phóng viên quốc tế tới Tokyo tác nghiệp trong dịp Thế vận hội này. Bên cạnh đó, trung tâm còn cung cấp cho các phóng viên không gian làm việc và các dịch vụ hỗ trợ như Internet và in ấn. Trung tâm truyền thông Tokyo được chính quyền thủ đô Tokyo thành lập nhằm hỗ trợ tin tức cho các đơn vị truyền thông trong và ngoài nước trong thời gian diễn ra Olympic và Paralympic Tokyo. Trung tâm đi vào hoạt động trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Tokyo. Điều này khiến cho công tác chuẩn bị của chúng tôi trở nên vất vả hơn. Trong thời gian diễn ra Olympic Tokyo, hàng ngày,
Trung tâm sẽ tổ chức các buổi tọa đàm với các chủ đề đa dạng như các nỗ lực tổ chức Olympic và Paralympic của thủ đô Tokyo, các thách thức hiện nay và chiến lược phát triển dài hạn của thành phố này. Trung tâm sẽ mở cửa từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 để phục vụ cho Olympic và từ 23 tháng 8 đến 5 tháng 9 để phục vụ cho Paralympic. Kinh tế của đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực và được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong cuối năm nay và trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng ổn định. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hồng Kông. Theo số liệu mới công bố, tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa của Hồng Kông đã giảm từ 6% trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 xuống 5,5% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua. Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp, đưa tỷ lệ thất nghiệp trở lại mức hơn một năm trước. GDP của Hồng Kông trong quý đầu tiên của năm nay tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, kết thúc giai đoạn tăng trưởng âm trong 6 quý liên tiếp. Hoạt động xuất khẩu, doanh số bán lẻ và chỉ số quản lý thu mua cùng nhiều chỉ số kinh tế quan trọng của Hồng Kông đã phục hồi. Để hỗ trợ cuộc sống của người dân và kích cầu tiêu dùng, chính quyền Hồng Kông sẽ phát hành các phiếu tiêu dùng điện tử trị giá 5.000 đô la Hồng Kông, tương đương 643 đô la Mỹ cho người dân thường trú lâu dài đủ điều kiện và những người mới nhập cư từ 18 tuổi trở lên. Các chuyên gia kinh tế cho rằng sức ép đối với thị trường việc làm sẽ tiếp tục giảm bớt trong 6 tháng cuối năm và đà phục hồi kinh tế được kỳ vọng sẽ mạnh lên. Tuy nhiên, Hồng Kông vẫn cần tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, thúc đẩy tiêm chủng và thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợ phát triển kinh tế. Lê Anh, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hồng Kông, Trung Quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông tấn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.